Thưa quý vị, ngoài việc hướng dẫn các đơn vị vận tải, người dân thực hiện công tác phòng chống dịch và đảm bảo các loại giấy tờ đủ điều kiện lưu thông qua chốt phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải tỉnh còn phối hợp phân luồng từ xa nhằm hạn chế ùn tắc ngay tại chốt kiểm dịch. Từ khi Long An áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số địa phương trong tỉnh, ngành giao thông vận tải tỉnh chủ động triển khai hướng dẫn đơn vị thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch, đồng thời chuẩn bị giấy tờ lưu thông khi qua các trạm, chốt kiểm soát như lệnh vận tải, giấy vận tải xác định lộ trình nhận hàng, xuất hàng. Đặc biệt, tài xế phương tiện vận tải hàng hóa ngoài tỉnh và người đi cùng muốn vào địa phận Long An phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong thời hạn 3 ngày. Đối với các cái trạm chốt mà quan trọng như là tuyến quốc lộ này á, thì Sở Giao thông Vận tải Long An cũng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố để phân luồng từ xa. Thì khi mà nó có ùn tắc trên cái quốc lộ 1 thì nhờ lực lượng thanh tra cũng như cảnh sát giao thông phía thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều tiết phương tiện đi mà hướng miền Tây thì sẽ lên tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Do nên là ngay từ cái ngày đầu mà thực hiện cái chỉ thị 10, cái 66-19 của Ủy ban tỉnh á, thì nó có ùn tắc trong cái giai đoạn đầu. Nhưng mà sau giờ trưa khi mà phối hợp được thực hiện thì trong cái ngày 13 đó là từ đầu giờ trưa cho đến nay là đã giảm bớt được cái ùn tắc giao thông và đảm bảo được cái việc mà thực hiện khai báo y tế để đảm bảo cái an toàn trong cái vấn đề phòng chống dịch COVID. Việc chủ động phối hợp phân luồng phương tiện từ xa trước khi vào chốt phòng chống dịch COVID-19 sẽ góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ, tập trung đông để đảm bảo quy tắc 5K, đồng thời giữ trật tự an toàn giao thông và giảm phiền hà cho người dân khi đi qua các chốt kiểm soát.